Mẹo ơi. Cái gì vậy? Hà hà. Cái gì vậy? Hả? Mẹ. Mấy cái voucher này nè, giá trị của nó sao vậy mẹ? Mỗi cái như vậy là 100.000. Lâm nhân 100 là 2.500.000. Trời đất ơi, vậy cũng ngồi tính khó khăn nữa mẹ. Học hành vậy đó. 2.500.000. Mẹ. Hả? Mẹ cho con hết 25 cái luôn nha mẹ. Anh con không cần mấy này đâu. Làm gì có chịu đó mẹ. Anh nhiều tiền lắm. Ai nói là cho con hết vậy? Nè, mẹ tính hết rồi. Con 5 cái. Cầm. Con 5 cái. Cảm ơn mẹ. Chó ơi, anh có voucher nè, chửa đi nè. Go go go. Voucher khuyến mãi tiết kiệm 150. Ê, trả voucher cho anh. Mày làm gì vậy? Trả đây. Anh cần mấy cái này chi? Trong khi em cần cái này để dẫn gái đi chơi. Mày mắc cười à? Anh cũng đi chơi vậy? Anh cần làm gì? Anh chơi với ai? Anh đi chơi với thằng Lộc. Thì anh có tiền tự đi chơi đi. Mày mắc cười với tiền đó là tiền anh cưới vợ. Trả vào cho chết, nhanh lên. Mày chạy không? Quay không? Nghe em nói nè. Anh thấy kỳ không? Sao? Ông bà nội đâu có cần những cái vô chờ này đâu. Mà sao mẹ lại cho ông bà nội chi? Ba mà. Ba hỏi câu dễ dễ thôi nha ba. Trời ơi, có nhiều chuyện quá ông ơi. Đàn ông con trai mà đi cửa sau à, đi theo anh Mỹ hoài luôn à. Ôm xòm quá, rồi gì nói đi. Cái gì ạ? Tắt luôn TV. Nó kì. Nữa. Rồi bây giờ trả lại xong hết chưa? Đanh nè, ren nào mà Nguyễn Thị Bé Năm. Chính xác, trời ơi mình ơi, con giỏi quá mình ơi. Trời ơi, hôn tam một phiếu cho con. Một câu hỏi quá đơn giản con trả lời không được, con vừa làm bà nội buồn, con vừa không có phiếu là đúng rồi. Nhớ là vậy mà. Nhớ ai nhớ bà nội người khác rồi đó. Thôi được rồi, hắn không kêu bại không nể. Cái mặt nó nản lắm rồi đó. Chuẩn bị câu số 2 nè. Bây giờ chỉ còn có một phiếu thôi. Con phải cố gắng, bởi vì con quá tệ. Những câu hỏi hết sức đơn giản con trả lời không được. Ba lúc nào cũng dành câu hỏi đơn giản cho con, con không có trả lời được. Đấy, anh con lấy gần hết rồi. Bây giờ một câu hỏi nữa. Một câu hỏi nữa, giờ ba cho con chọn thể loại luôn đó. Muốn ba hỏi về thể loại nào? Vậy bây giờ ba hỏi về mấy cái võ thuật đua xe rồi thể thao đi, mấy cái đó con mới biết chứ mấy cái kia anh biết không à. Rồi, một câu hỏi về thể thao. Khoan, bây giờ con sẽ đặt cược hết số phiếu của con. Wow, chắc anh quá. Đức Minh,
Còn cô muốn chơi cho Đức Mẫn Đức luôn không? Cái này gọi là chơi lớn rồi ba. Chơi lớn là hay đi luôn đó ba. Con sẽ cược toàn bộ tài sản của con vô đây. Nếu như ai mà trả lời đúng câu hỏi này sẽ lấy hết đúng không? Đúng vậy. Và con đang rất là lời đó. Tự tin quá trời nè. Con tự tin. Mấy cái này của con là... thể thao ngay nghề của ảnh. Rồi bây giờ ba sẽ hỏi về thể thao. Tập trung nghe cho kỹ. Ai là người đem huy chương vàng về cho Việt Nam tại Olympic Rio 2016 ở bộ môn bắn súng? Ai mà không biết bắn súng? Ai mà không biết bắn súng? Đúng rồi đúng không ba? Trong nhà này ai cũng biết bắn súng, nhưng mà quan trọng người đó tên gì? Trời, cái này dễ quá, con biết luôn. Tên gì? Biết thì nói đi con. Lê Công Vinh. Wow, cái đó là bóng đá. Bóng đá cầu thủ Lê Công Vinh, số 9, CV9. Cho con một câu hỏi cuối cùng, người đó tên gì? Lương Thế Vinh. Tào lao. Lương Thế Vinh. Pizza, cái này là pizza. Hết lượt, hết lượt. Mất lượt. Tới con, tới con. Đó, mọi người thấy không, con đâu có muốn đâu. Là anh làm gì vậy? Chưa có trả lời mà ai cho anh lấy? Ừ thì bây giờ trả lời nè. Dạ thưa mọi người, đó chính là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người đã giành huy chương vàng ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Chính xác không thiếu một chữ. Dạ. Cũng đem vinh dự về cho ba. Trời ơi, mẹ hãnh diện vậy con. Đừng con thấy mẹ. Ôi cưng. Thương mẹ quá. Ơi cũng đồng thời hai đứa mà, đứa trên trời đứa dưới đất á trời. Nè bây giờ á con có 25 cái voucher đúng không? Dạ. Từ nay mẹ sẽ quản lý cái voucher này, không được lấy của anh, nghe chưa? Ok. Gia đình cho con cơ hội cuối cùng đó nghe Mẫn. Nếu như con thắng được anh con trong phần thi này thì 10 cái voucher sẽ thuộc về tay con. Đáng lên. Đây là mức mà anh con chọn. Anh con chọn mức này, con muốn thắng anh con thì sao? Con phải đá mức cao hơn. Hả? Minh. Dạ. Con sẽ là người đầu tiên thử thách. Đúng vậy. Cổ Vũ. Thằng Mẫn là ba cái chuyện này nè, chuyện nhỏ nó học nhỏ mà. Dạ. Mà cái mặt con căng thẳng ghê đó ông. Sao? Còn Minh á. Minh nó sẽ nhường em nó cái thi này. Con không muốn nhường đâu, con muốn một trận đấu công bằng. Ok, anh sẽ chơi công bằng với em luôn. Rồi, cố lên nha hai con. Bắt đầu. Khởi động. Gì vậy? Con học cách khởi động này trên mạng. Trời ơi. Giống kim công quá. A cha. A cha. Qua cái gì mà đá cái này không đá, mà đá trúng ba không à? Tôi nghi rồi à. Con thử thôi. Thì con đá thiệt đây. Chà! Chà! Cái gì vậy mày? Qua đi đứng đi. Tao giống Lý Tiểu Long. Giỏi quá con trai. Nó bị quá khích. Rồi mệt không? Mệt quá mọi người. Chắc con khởi động sai phương pháp rồi. Làm gì cho quá vậy không biết nữa. Con mệt quá. Thôi đi lâu mệt đi, mà cũng đi. Giống như minh họa vậy đó. Nghe bà nội hỏi kêu mệt liệt. A cha, a cha. Đi qua bên kia đứng đi. Rồi Mẫn, cố lên con. Đây, mức này là của anh con. Con muốn thắng thì phải sao? Phải cao hơn một chút. Cố lên. Dễ cố lên Mẫn ơi. Dễ mà nha. Dễ mà. Nếu con cảm thấy mình rung á thì con la lên giống như anh con. A cha, a cha, a cha. Bảo đảm con sẽ làm được. Cố lên, cố lên. Cố lên con trai. Trời ơi nghi quá, cú này cao cũng cỡ cỡ mặt mặt của ba. Nhớ nhìn bóng đừng nhìn mặt ba nhé. Sao kỳ vậy cả? Ngày nào mà đúng đá hết trơn sao hôm nay căng thẳng quá vậy? Chết rồi. Ba nghĩ mày bỏ dép ra đi. Ừ đúng rồi. Bỏ dép ra mình xa hay hơn. Trời đất ơi. Con tin vào mắt mình luôn. Đã mà cũng
cũng trời cũng đỡ, nó dễ tình, nó diễn sâu quá, nó diễn sâu quá. Kêu vậy làm lại. Thôi vậy đi con. Mẫn. Trời ơi, trợt té thì ngồi vậy, trời ơi làm dữ vụ rốt cuộc trợt. Mẹ mẹ ơi, ba ơi. Hả? Cái gì? Mẫn ơi, Mẫn. Mẫn. Con có sao không Mẫn? Ê, Mẫn ơi. Sao làm ê, ba ơi, ơi thằng Mẫn bị gì rồi ba ơi? Mẫn ơi, có sao không con? Gọi xe cứu thương liền đi. Trời ơi, gọi liền đi. Gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương. Thế là đêm đó, em trai học dốt và bướng bỉnh của mình phải nằm cả đêm trong bệnh viện. Chắc là ở trong đó thế nào cũng có